Trong khoảng thời gian vào đầu tháng 1 năm 2022, trên bảng thứ tự gần 3.000 cơ thủ của Liên đoàn Bida Thế giới, UMB, chưa từng xuất hiện cái tên này. Nhưng chỉ 22 tháng sau, tức là đến tháng 11 năm 2023, cái tên này đã leo lên đến top 10 của UMB. Tại bảng xếp hạng của Liên đoàn Bida Thế giới, được cập nhật đến ngày 9 tháng 1 năm 2024, cái tên này xếp hạng 8, chỉ sau cơ thủ Bida ba băng nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, Trần Quyết Chiến, đúng hai bậc, và vượt qua rất nhiều tên tuổi lão luyện khác của làng Bida ba băng Việt Nam. Cái tên đó chính là Bao Phương Vinh. Vậy anh chàng có khuôn mặt trẻ thơ này là ai? Từ số 0 lên đỉnh thế giới. Tháng 9 năm 2023, tại giải Bida Karom ba băng thế giới, World Championship tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, cơ thủ Bao Phương Vinh bước lên ngôi vô địch. Điều khiến tất cả phải kinh ngạc, đó là sự nghiệp Bida mới bắt đầu chưa lâu của Bao Phương Vinh. Cơ thủ này thực tế chỉ đánh chuyên nghiệp từ tháng 5 năm 2022, khi lần đầu ra mắt và dự một giải quốc tế, đó là giải World Cup được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và bị loại ngay từ vòng sơ loại. Đến lúc đó, anh thậm chí còn chưa có huy chương gì ở giải vô địch quốc gia. Tính một cách chính xác, Bao Phương Vinh chỉ mất đúng 13 tháng để đi từ chỗ không vượt qua vòng gửi xe để lên đỉnh thế giới. Kỳ tích đó được cho là xuất phát từ học lực xuất sắc của anh ấy. Quyết định theo chuyên nghiệp khi đang du học. Phương Vinh không phải là kiểu vận động viên vượt khó vượt nghèo để vươn lên. Ngược lại, cuộc sống của anh khá là đầy đủ vì gia đình cũng có điều kiện. Bao Phương Vinh sinh năm 1995 tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trong một gia đình có truyền thống yêu thích bida. Cha của anh là ông Bao Thanh Phương, một cơ thủ ba băng có tiếng ở khu vực Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương. Mẹ của anh cũng là một người yêu thích bida và luôn ủng hộ anh. Còn bà nội của Bao Phương Vinh thì có mở một câu lạc bộ bida tại quê nhà. Do đó mà từ khi mới học lớp 6, Vinh đã được tiếp xúc với môn bida ba băng khi theo ông Phương chơi môn này. Lên đại học và học tại khoa kinh tế đối ngoại, đại học ngoại thương, Phương Vinh vẫn chơi bida ba băng kiểu phủi, nổi tiếng với những đường cơ khó tin, nhưng cũng chưa có tên tuổi gì trong giới bida chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương Vinh được gia đình đầu tư cho đi du học ở Úc, theo học ngành quản trị kinh doanh và kinh tế của trường đại học Monash. Khi ở bên Úc, trong những lúc thời gian rảnh rỗi, nằm coi cơ thủ Trần Quyết Chiến và mấy đàn anh đi trước, đánh mấy giải thi đấu bida World Cup với các huyền thoại thế giới quá hay, và tiền giải cũng khủng, nên Phương Vinh bắt đầu đam mê thực sự môn bida ba băng và quyết định mình phải đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Thuyết phục gia đình và bắt đầu tập luyện. Tháng 12 năm 2019, Phương Vinh về nước với bằng thạc sĩ kinh tế ứng dụng và kinh tế lượng, loại giỏi và nhận được nhiều đề nghị làm việc hấp dẫn từ các công ty lớn tại Bình Dương. Tuy nhiên quyết tâm theo đuổi chuyên nghiệp Karom ba băng, với trình độ thạc sĩ kinh tế, anh chàng đã vạch ra một kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ, chi tiết với mục tiêu là trong vòng 3 năm sẽ lọt vào top 20 thế giới. Anh cũng đặt ra một lộ trình tập luyện và các mức thu nhập có thể đạt được để thuyết phục gia đình và tuyên bố nếu sau 3 năm mà không đạt được thì sẽ nghỉ bida chuyên nghiệp để đi làm kinh doanh. Bị Phương Vinh thuyết phục, gia đình anh đã tậu hẳn một cái bàn bida ba băng tiêu chuẩn cùng với những cây cơ rất xịn sò, tốn khoảng 200 triệu, đặt tại nhà để cho anh chuyên tâm tập luyện. 3 tháng sau, gia đình còn tìm thầy cho Phương Vinh học. Đó là cựu tuyển thủ quốc gia người Bình Dương, Nguyễn Thanh Bình, người cùng thời với Lý Thế Vinh, trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy bài bản cho Phương Vinh từ những hệ thống nút số cho tới những kỹ thuật xử lý bi. Sau này, gia đình Bao Phương Vinh còn nhờ sự giúp đỡ của ông bầu Nguyễn Việt Hòa, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bida quốc gia, người được cơ thủ nổi tiếng Trần Quyết Chiến gọi là cha nuôi. Theo thầy học, Phương Vinh phải ôm bàn tập một mình từ 7 đến 9 tiếng một ngày và không tập với bất kỳ cơ thủ nào khác. Tập chưa được bao lâu thì đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến kế hoạch học Karom ba băng của Bao Phương Vinh bị gián đoạn cho đến cuối năm 2021. Thi đấu và nhanh chóng thành công. Tháng 5 năm 2022, Phương Vinh lần đầu tiên tham dự một giải thi đấu bida quốc tế, đó là giải World Cup ba băng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã dừng bước sớm, ngay từ vòng sơ loại. Lúc này anh còn nằm ngoài top 300 thế giới. Chỉ 3 tháng sau, tức vào tháng 8 năm 2022, Phương Vinh lần đầu ra mắt với thế giới tại giải World Cup ở Seoul, Hàn Quốc và lập tức gây tiếng vang. Một cơ thủ vô danh tới từ Việt Nam đã hạ lần lượt các cơ thủ thuộc top đầu thế giới, trong đó có cả những huyền thoại của làng bida ba băng như vua bida Blonda,
cơ thủ có gần 50 chức vô địch World Cup. Tuy dừng bước ở vòng 1/8, nhưng với số điểm kiếm được, đủ để Phương Vinh leo một bậc lên hạng 125 thế giới. 5 tháng sau, tức tháng 3 năm 2023, Phương Vinh tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại cơ thủ số 1 thế giới lúc đó là Dick Jaspers, người đã có 27 chức vô địch World Cup tại giải Carom 3 Bangladesh Vegas World Cup, Mỹ, đồng thời loại luôn cơ thủ này khỏi giải. Điều đó đã làm cho đối thủ Dick Jaspers phải thốt lên rằng Bao Phương Vinh chính là cơ thủ Việt Nam mà tôi ngán nhất. Đạt thành tích tốt nên tại bảng xếp hạng của Liên đoàn Bida Thế giới, UMB, cập nhật đến ngày 26 tháng 3 năm 2023, Phương Vinh đã thăng lên hạng 33. Đến tháng 9 năm 2023, Bao Phương Vinh gây chấn động thế giới bằng chức vô địch giải Bida 3 băng World Championship tại Thổ Nhĩ Kỳ trong lần đầu tiên tham dự và nhận tiền thưởng lên đến 20.000 euro, tương đương 515 triệu đồng. Anh là cơ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch và là người châu Á thứ 3 đoạt cúp trong lịch sử 75 năm của giải đấu World Championship. Còn nếu tính các giải đấu ở tầm thế giới về nội dung Carom 3 băng, đây mới chỉ là lần thứ 2 một cơ thủ Việt Nam giành chức vô địch sau trận quyết chiến đã làm được vào năm 2022. Như vậy, chỉ khoảng sau hơn 13 tháng, từ một cơ thủ gần như vô danh với thế giới, vị trí xếp hạng ngoài 300, Bao Phương Vinh đã bước lên đỉnh thế giới một cách ngoạn mục trong sự bất ngờ của các đối thủ quốc tế. Phong cách thi đấu có ảnh hưởng của tư duy toán học. Điều quan trọng trong môn Bida Carom 3 băng là việc tính toán và áp dụng các hệ thống nút số. Nó đòi hỏi phải có khả năng tư duy toán học và hình học cộng với khả năng nghiên cứu tài liệu tiếng Anh. Đây cũng chính là thế mạnh của Bao Phương Vinh, một thạc sĩ kinh tế du học ở Úc. Ngoài ra, đó là khả năng tập luyện với cường độ cao, từ 7 đến 9 tiếng một ngày, mà nếu không có sự kiên trì thì rất dễ nản. Phong cách thi đấu của Bao Phương Vinh được các chuyên gia hàng đầu thế giới khen ngợi và đánh giá cao. Trong một cuộc phỏng vấn với VN Express, Bao Phương Vinh đã nói rằng điểm mạnh nhất của anh chính là lối đánh khoa học và tấn công. Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu các nút số và luôn nghĩ cách để ghi điểm ở mọi thế bi và không muốn chơi phòng thủ hay chạy đạn để gây khó khăn cho đối thủ. Thành công của Bao Phương Vinh hứa hẹn sẽ tạo ra nguồn cảm hứng lớn cho những ai yêu mến Carom 3 băng ở Việt Nam, đặc biệt với những người có nền tảng toán học xuất sắc. Kỳ tích mà anh tạo ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho thấy tiềm năng to lớn của Bida Việt Nam. Cơ thủ người Bình Dương đã chứng minh một điều, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Nếu Bida được quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn, các tay cơ xuất chúng như Bao Phương Vinh hay Trần Quyết Chiến hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!